Xin chào tất cả các khách hàng của DK Eyebrow and Beauty. Và ngày hôm nay thì một chị khách hàng của chúng tôi thì đã quyết định là xóa cái hình xăm. Đây là một hình xăm hình thánh giá. Vâng ạ. Và bây giờ chuyên gia của chúng tôi thì sẽ xử lý bằng Cerazer Vicomax. Em xin mời chuyên gia. Chị cho em hỏi thăm là cái hình xăm này mình xăm được bao nhiêu lâu rồi ạ? Chị xăm cũng tầm 6-7 năm rồi. 6-7 năm ạ. Vâng. Với những cái mục xăm lâu năm thì với siêu công nghệ Cerazer Vicomax và tại DK thì sẽ có thể là xóa được mọi gốc mực xăm nhá. Và như mọi người có thể thấy đấy, tia laser đi đến đâu thì mực xăm đã sạch đi khoảng được khoảng tầm 80% rồi. Và ngoài ra thì không hề có cái dấu hiệu là bị bong chóc này, chảy máu. Vùng da thì vẫn hoàn toàn bình thường. Tia laser chỉ tác động là phá vỡ kết cấu các hàm mực ở trên bề mặt da thôi. Chị Giang ơi, thì với những cái hình xăm tattoo như thế này ấy, thì chúng ta sẽ phải mỗi lần thì cách nhau bao nhiêu ngày chị Giang? Thường thì sẽ cách nhau khoảng 1 tháng. Nhưng mà bạn ấy có thể hút 2-3 lần khoảng 1 tháng, 20 ngày đến 1 tháng. Vâng. Đó là đã rút ngắn thời gian gấp 4 lần so với những công nghệ cũ rồi đúng không ạ? Đó, có thể thấy thì rất là nhanh. Chữa chị có thấy đau không ạ? Không, chỉ thấy lúc đầu là cái cảm giác là cái tia nó vào ấy thì mình hơi giật mình thì tí thôi, nhưng mà không vấn đề gì cả. Cảm thấy rất là thích, thì vì là khi nhìn như thế này nó không có cái cảm giác bị tổn thương, không có một cái dấu hiệu gì đó mà hình đã mờ đi so với ban đầu rất là nhiều. Vâng. Với những cái hình xăm đậm như này mà nó khá là sâu, chúng ta hãy kiên nhẫn để có thể xóa được hết cái hình xăm này. Mỗi lần sẽ có thể cách nhau 20 ngày vâng, cho đến 1 tháng. Nhưng tuy nhiên thì vì là không tổn thương da này, không gây xâm lấn, cho nên là trong suốt quá trình thì mình không cần phải kiêng khem gì chị nhé. Vẫn ăn uống bình thường. Đó, như mọi người có thể thấy đấy. Chị tổn thương nghe thấy rất là yên tâm, vì ban đầu cũng cảm giác rất là sợ ấy. Vâng ạ, và nếu như mà mọi người có những cái hình xăm lâu năm này, những gốc mực xăm màu, chúng ta hãy gửi ngay tình trạng của mình qua fanpage của DK để đội ngũ tư vấn của chúng tôi có thể tư vấn chi tiết về dịch vụ cho mọi người nhé. Cảm ơn mọi người đã theo dõi livestream ngày hôm nay ạ.